Nguồn tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương xác nhận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 tại nhà riêng tại Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông Thành mất sau thời gian lâm bệnh nặng và điều trị bệnh. Ông Lê Văn Thành, 61 tuổi, quê quán tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Thành đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Hải Phòng khi bắt đầu làm việc tại nhà máy xi măng Hải Phòng. Tại đây, ông kinh qua nhiều chức vụ như Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Thành đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vào tháng 10 năm 2015 và được Quốc hội phê chuẩn đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành đảm nhiệm các lĩnh vực gồm công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ cuối năm 2022, ông Thành hầu như không tham gia các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cũng như chủ trì các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.